Rồi ở đây các bạn click chuột phải ở bên ngoài này, các bạn tạo một cái folder là lab 7. Trong lab 7 này chúng ta sẽ tạo một cái thư mục CSS. Các bạn thì các bạn nên tạo một cái thư mục CSS này. CSS và một cái thư mục nữa image, và chúng ta sẽ có một cái file bài 1.html HTML 5. Rồi chỗ title này các bạn sẽ đổi lại giúp cho thầy là lớp 7 bài 1. Mình sẽ làm bài 1 bài này ha. Như vậy trong bài 1 của mình thì mình thấy là ở đây người ta đang có một thẻ UL và bốn cái LI. Được chưa? Thì mình sẽ có UL và bốn cái LI nhân 4 enter. UL thì người ta đang sử dụng là một cái CSS là vmenu. Như vậy thì mình sẽ qua bên này. Các bạn sẽ trong cái CSS này, CSS các bạn sẽ new một cái file là style. Rồi chúng ta trong này thì người ta lại đặt cái class ha. Class là vmenu. Thì tí nữa chúng ta sẽ có cái class vmenu ở đây. Chúng ta sẽ định nghĩa trong này vmenu. Tí nữa chúng ta sẽ định nghĩa cái vmenu cho nó. Bài 1 của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái class vmenu. Và li của chúng ta thì chúng ta có một cái thẻ A để liên kết, tại vì chúng ta làm menu mà. Thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái thẻ A để liên kết. Ở trong này chúng ta sẽ liên kết đến không có gì ha. Mình để thăng tức là không có gì, chưa liên kết thì mình để như vậy. Máy tính sách tay. Rồi mình có cái đầu tiên máy tính sách tay. Cái thứ hai mình cũng có thẻ A và mình điện thoại di động. Cái thứ ba mình có thẻ A, máy quay phim. Cái thứ tư thẻ A, máy chụp ảnh. Rồi như vậy thì các bạn thấy là đối với lại cái bài của mình sau khi mà mình làm xong, rồi menu của mình nó là như vậy. Menu của mình nó không có đẹp ha. Như vậy thì mình sẽ mở cái CSS lên, cái CSS của mình lên. CSS thì không phải cái này. Đây CSS của mình là cái này. Như vậy mình có bài 1 và CSS. Mấy cái kia mình đóng hết lại đi. Rồi được chưa? Rồi mình sẽ cho cái CSS này chia ra hai bên ha. Một bên là mình để bài 1, một bên là CSS. Đó. Kết quả của mình ha. Rồi các bạn chia cái màn hình như vậy để cho mình dễ nhìn, để xem được cái kết quả của mình nó như thế nào. Thì đối với lại cái CSS này các bạn thấy người ta đang định nghĩa về menu của mình này. Thứ nhất cái menu của mình là pending là 0, margin là 5. Như vậy pending là so cha, margin là so con. Rồi cái list style là nên. Ok. Đó, như vậy thì có một số cái các bạn sẽ cần quan tâm. Đó mình để đây đi ha.
về menu của mình. Thứ nhất là mình có cái pending. Pending ở đây mình cho là không. Được chưa? Pending là không pixel. Cái thứ hai là margin. Margin của mình cho ở đây là 5 pixel. Cái thứ ba là cái list style. List style của mình ha, mình sẽ cho là none. Rồi các bạn nhìn ở bên này chừng đó thôi, chừng đó thôi. Mình lưu lại cái nè, đó mình lưu lại cái bên này mình chưa thấy đúng không? Chưa thấy là do mình chưa liên kết cái menu vào. Thì các bạn sẽ dùng cái link href của mình chấm xiết css style css lưu cái. Rồi như vậy các bạn thấy là sau khi mình thay đổi css và mình có sử dụng vào trang web thì bên này nó đã mất mấy cái chấm ở phía này nè. Đó, mình đang chọn là cái style là none nè, nó mất chấm nè. Rồi tiếp tục mình có border radius ha, mình cho là nó là border. Border radius của mình cho nó là 3 pixel. Đó, rồi mình có một cái nữa là box shadow, là mình cho cái màu nền á, box shadow 0 cách 2 pixel. Và mình để là gray. Rồi lưu lại cái nè. Đó. Về menu. Đây, mình có cái khung nè. Được chưa? 3 radius nè, đóng lại nè. Rồi một cái nữa là cái thẻ A của chúng ta đó, khi mà nó link thì nó như thế nào? Thẻ A của mình ha. Đó, thì chỗ này nó có background nè, background. Đó. Rồi không có lặp lại. Và độ rộng là 10 pixel, center. Display là khối. Border bottom color. Như vậy thì mình sẽ sử dụng lại cái phần này đối với lại cái V menu của mình. Rồi mình xuống mình định nghĩa thêm đối với lại cái V menu của mình. Nếu mà thẻ A nằm bên trong V menu thì chúng ta sẽ có những thay đổi gì bên trong thẻ A? Ví dụ như là chúng ta sẽ có background. Background của mình là mình sử dụng cái URL để làm background. URL làm background. Như vậy thì cái background của mình ở đây, chúng ta đang xem thử là trong cái image của mình đã có bỏ dữ liệu vào đây chưa. Thì lúc nãy thầy có gửi cho các bạn cái image ở đây đó. Rồi thầy có thể là sử dụng những cái background này ha, sử dụng những cái background này, những cái image này để mà mình sử dụng trong cái bài của mình. Nếu cần thì các bạn sẽ tải thêm nhé. Lớp 7. Chỗ này Pulitzer hình như không có ta. Đúng không? Trong này không có cái hình nào là Pulitzer cả. Như vậy mình có thể sử dụng ví dụ như là icon orange nè. Icon rainbow nè. Đó, ví dụ như vậy mình có thể sử dụng hai cái icon này để mà mình thử thôi.
Thầy ơi. Thầy ơi. Chút nữa thầy có đang biết không? Có thể là sử dụng cái icon này vô chấm xịt. Mình đang ở trong CSS chấm chấm xịt image. Rồi mình sẽ sử dụng cái icon orange này thử coi ha. Coi tí nữa nó đạt cái gì. Icon orange của mình. Chỗ này là mình có no ha, no replay, nó sẽ cho no repeat ha, để cho cái ảnh của mình là nó không có lặp lại, được chưa? No repeat. Như vậy đối với lại cái chỗ này, và người ta đang sử dụng là 10 pixel center ha, độ lớn của nó là 10 pixel và center. Rồi, lưu. Rồi mình thử tiếp nè, nó có một số cái thuộc tính tiếp theo nha. Rồi mình sẽ có cái display, display chúng ta chọn là block, à, nó là khối ha. Bắt đầu mình sẽ đẩy dần dần ra, à, nó là khối. Rồi mình sẽ có cái border, border, border bottom. Và chúng ta sẽ chọn là dot orange. Đó, các bạn thấy cái đường kẻ không? Có cái đường kẻ nè. Đường kẻ. Chúng ta sẽ có cái bottom thôi. Đường kẻ, nó có cái đường kẻ dưới nè các bạn. Đó, bắt đầu nó dần dần nó hình thành ra rồi đó. Rồi, mình sẽ có cái color. Color của đây mình là orange luôn. Color. Rồi mình sẽ sử dụng font. Cái gì? Chỗ này mình dùng cái icon orange. Icon orange có vẻ như là nó không hợp lắm. Icon rainbow. Đây nè, chỗ mình nó icon rainbow nó lớn quá nè. Icon nó này, nhưng mà nó quá lớn đi. Đúng không? Quá lớn. Chứ không phải là nó không có đâu. Có đó. Thầy, nào có clip cho YouTube thầy. Alo, sao? Alo. Này, cái icon nó bị nhảy nha các bạn. Nào hãy đăng video đi. À các bạn cần video hả? Các bạn làm theo trước đi. Các bạn làm theo trước. Rồi, tiếp ha. Như vậy đối với lại cái CSS của mình ở chỗ này, các bạn thấy là mình cần bổ sung gì? Color mình đã xong rồi nè. À, color mình xong rồi. Rồi đến cái font ha, cái font của cái test của mình ha. Như vậy ở chỗ này mình sẽ có cái font để mà mình có được cái kiểu font là gì đó thì mình sẽ để là small
small cap là những cái viết hoa nhỏ. Rồi font size, font size của mình đang sử dụng là size thì size lớn. Cái hướng của text, hướng của text của chúng ta, text direction của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ chọn là pending của chúng ta là 8 pixel, 5 pixel, và theo top là right đó các bạn, 8 pixel và 30. Rồi như vậy các bạn thấy chữ của chúng ta nó bắt đầu lớn hơn rồi đó. Đó, chữ lớn hơn được chưa các bạn, chữ lớn hơn rồi. Còn gì nữa nè, khi mà hover của chúng ta thì nó sẽ có như thế nào, thì cái background của mình hiện nay là mình tạm thời mình bỏ cái background đi để cho nó khỏi có bị mờ, mình thấy cho nó dễ được chưa. Background của mình là tại vì nó to quá cho nên nó đẩy ra nó tràm hết, mình không có thấy ở phía bên này, đúng ra là mình sẽ đặt ở bên này thôi. Rồi tí nữa mình sẽ làm sao. Rồi ở chỗ này các bạn sẽ có tiếp đây hover, thì khi mà con trỏ mà đi qua thì làm như thế nào. Hiện nay là khi mà con trỏ mình đi qua thì không có thay đổi gì hết ha. Như vậy mình sẽ định nghĩa thêm một cái nữa là hover, thì khi nó đi qua thì nó sẽ như thế nào. Cái thẻ A 2 chấm hover. Rồi đối với lại hover thì chúng ta sẽ có một cái background khác thay cái background cũ để đó. Tí nữa chúng ta sẽ có tìm cái background cho nó hợp lý. Hiện nay là cái background của mình nó chưa có hợp lý cho nên là mình bỏ vô nó sẽ nhảy á. Rồi chỗ này mình đổi lại cái bottom của mình 1 pixel. Và mình đổi cho nó là màu khác ha, white. Rồi tiếp tục mình sẽ có cái background color là mình sẽ cho nó là orange. Rồi color của chúng ta. Font để là cho nó font white này để cho nó đậm lên. Rồi khi mà chúng ta đưa con trỏ qua đó, đưa con trỏ qua các bạn thấy rằng là bắt đầu nó có màu ha. Hồi nãy là bản thân là cái chữ này là color là orange, nhưng mà bây giờ đổi ngược lại là background là orange được chưa, và chữ là thành chữ trắng, color là trắng, lúc nãy color là orange đó. Như vậy các bạn thấy là khi mà mình di chuyển con trỏ qua là bắt đầu là cái menu của mình nó thay đổi nè. Đó là mình đã xây dựng được cái menu, được chưa nào, xây dựng được cái menu. Đó là bài đầu tiên. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta chỉ cần lấy hai cái logo, hai cái icon cho nó phù hợp, hai cái icon cho nó phù hợp thì nó sẽ nằm ở cái vị trí, nằm ở vị trí này, được chưa? Tại cái icon của mình nó lớn, nó không phù hợp, cho nên là chúng ta chưa có sử dụng cái icon. Tí nữa thầy sẽ tìm cái icon và thầy bỏ vô cho các bạn. Thực ra như vậy là mình đã có được bài 1 của chúng ta, mình còn đang thiếu hai cái icon thôi. Còn kích thước của cái menu, mình có thể là, tại vì cái menu này mình không có cần giới hạn, tại vì cái giới hạn của nó thì nó sẽ theo cha. Giới hạn của cái menu này sau này chúng ta sẽ thiết kế nó theo cha, tại vì cái phần này nó cũng không có cái độ rộng nè, thì nếu mà cha nó rộng nhiều thì nó rộng bấy nhiêu. Ví dụ như là trong cái phần body này mình có một cái deep, ok,
cái div, và trong này cái div này mình sẽ có cái style, ví dụ như mình để cái độ rộng đi ha, width của mình cho là 200 pixel đi. Rồi mình đẩy cái menu này vào. Rồi, các bạn thấy chưa, cái này nó tự động nó ngắn lại nè, nó theo cha nè, cha nó có 200 pixel, ví dụ là 300 đi đó, thì menu tự động nó ngắn lại đó. Mình cứ để nó rộng hết cỡ, không nói gì, tức là rộng hết cỡ, và cái cha của nó bao nhiêu thì nó đi theo cha nó bấy nhiêu, không sao cả đó. Mình không có cần phải thiết lập cho cái v menu này có độ rộng là bao nhiêu, cha nó bao nhiêu thì nó sẽ đi theo bấy nhiêu, được chưa nào? Như vậy thì các bạn làm lại cái bài menu này của chúng ta. Bài menu thì cái phần HTML thì nó khá là đơn giản, nhưng mà cái phần CSS thì mình sẽ có, thứ nhất là đối với lại cái menu bình thường, menu bình thường thì nó sẽ có những gì. Đây, menu bình thường của chúng ta là pending, là so với lại ở bên ngoài không có. So với các đối tượng ở bên trong thì 5, tức là làm cho cái đối tượng này nó cách ra. Giả sử chỗ này mình bỏ cái 5 này đi. Đó. Các bạn thấy là cái khoảng cách này nó không có nè, nó không đẹp. Cái tiếp tục nữa là cái border radius. Border radius là cái biên này các bạn. Biên này. Biên đây, ví dụ như chỗ này mình cho thành là 20 đi các bạn thấy là nó cong lại ha, đây nè, dưới góc này nó cong nè, mình cho 5 đi đó, nó cong. Rồi shadow là cái bóng mờ ở phía này, nếu như mà mình bỏ cái bóng mờ này đi, thấy không, thấy nó xấu không à, mình để cái bóng mờ này, nó lấy cái bóng mờ để cho nó có cái màu cho nó đẹp. Rồi đối với lại cái menu thẻ A, thẻ A là cái thẻ mà mình đặt ở bên trong này nè các bạn, đây thẻ A nè, thẻ A mình định nghĩa cho cái thẻ A này, thẻ A của chúng ta, thẻ A. Rồi đối với lại cái này thì nó là bottom, tức là mình đưa ở cái đường kẻ dưới của chúng ta, độ lớn là 1 pixel, và hồi hôm trước là mình để là solid đúng không? Solid là nét liền. Còn bây giờ mình để dot, tức là chỗ này là dấu chấm 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 nè. Màu của dấu chấm là orange. Màu nền màu chữ orange. Đó. Như vậy mình có thay đổi như vậy. Đối với lại hover thì mình thay đổi qua. Như vậy mình đã xong được cái bài đầu tiên. Mình tạo một cái menu, như vậy thì nó tùy thuộc vào cái kích thước của cha nó là bao nhiêu thì nó tự động nó lớn theo, được chưa nào? Như vậy mình đã hoàn thiện được lát 7 bài 1.